Xin chào tất cả các con. Rất vui trong năm học này thầy được đồng hành cùng với các con trong chương trình khóa S2 ôn thi vào lớp 10 môn toán theo chuyên đề. Đây là một khóa bao gồm tổng hợp các kiến thức của các bộ sách Kết nối tri thức, cánh diều, chân trời sáng tạo. Với khóa học này chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi với 8 chuyên đề, 54 video bài giảng và 7 đề luyện thi thử. Cụ thể, thầy xin giới thiệu với các con về chi tiết chương trình của khóa của khóa học. Chuyên đề thứ nhất, chuyên đề hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn. Với chuyên đề này, chúng ta cùng có 6 video bài giảng. Các vấn đề về giải hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn, phương pháp thế phương pháp cộng đại số. Đây là hai phương pháp cơ bản để giải hệ phương trình. Bài giảng thứ hai luyện tập giải hệ phương trình tổng hợp bao gồm các hệ phương trình chưa ẩn ở mẫu, chưa ẩn trong dấu căn bậc 2, chưa ẩn trong dấu giá trị tuyệt đối. Các bài toán giải bằng cách lập hệ phương trình bao gồm các nội dung dạng toán chuyển động, dạng toán làm chung làm riêng, dạng toán có nội dung hình học và các dạng toán liên quan tới tăng giảm tỷ lệ phần trăm chuyên đề thứ hai phương trình và bất phương trình bậc nhất một ẩn với chuyên đề này chúng ta cũng có bốn video bài giảng phương trình quy về phương trình bậc nhất bất phương trình bậc nhất một ẩn chứng minh bất đẳng thức bằng phương pháp biến đổi tương đương và kết thúc chuyên đề này đó là về trao đổi về bất đẳng thức coxi chuyên đề thứ ba chuyên đề của hình học hệ thức lượng trong tam giác vuông bao gồm ba bài giảng. Tỷ số lượng giác của góc nhọn, các con sẽ làm quen với các khái niệm về tỷ số lượng giác của góc nhọn sin, cos, tan, cot và các ứng dụng của nó. Cụ thể trong bài thứ hai, một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông và bài thứ ba của chuyên đề này, luyện tập trung về hệ thức lượng trong tam giác vuông. Chuyên đề thứ tư. Vấn đề về đường tròn. Trong chuyên đề này có 8 video bài giảng. Bao gồm các kiến thức các yếu tố của đường tròn như cung, đường kính và dây, góc ở tâm và số đo của cung, độ dài cung, diện tích hình quạt tròn, hình vành khuyên, tiếp tuyến, dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến và tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau. Vị trí tương đối của hai đường tròn và bài kết thúc của chuyên đề ôn tập chung về đường tròn. Chuyên đề thứ 5, căn bậc 2 và căn bậc 3 với chuyên đề này vì đây là khóa luyện thi cho nên chúng ta sẽ tập trung trao đổi các dạng bài liên quan tới trong cấu trúc của đề thi tuyển sinh vào lớp 10 của các tỉnh và thành phố tập trung vào các dạng bài toán rút gọn tổng hợp và các câu hỏi phụ các câu hỏi phụ gồm các vấn đề liên quan đó là tìm x thỏa mãn một phương trình nào đó hoặc là các bài toán về bất phương trình các bài toán về so sánh tìm giá trị lớn nhất giá trị nhỏ nhất của biểu thức sau khi đã rút gọn Bài toán giá trị nguyên và kết thúc của chuyên đề này chúng ta trao đổi về căn bậc 3. Chuyên đề thứ 6, chuyên đề của đại số, hàm số y bằng ax bình phương và chúng ta cùng trao đổi về một phương trình cao hơn cái phương trình chúng ta đã học ở lớp 8, đó là phương trình bậc 2 một ẩn. Trong chuyên đề này, chúng ta cũng có 11 video bài giảng bao gồm các nội dung nghiên cứu về hàm số y bằng ax bình phương và đồ thị của nó. Phương trình bậc 2 công thức nghiệm, phương trình bậc 2 chứa tham số. Các chuyên đề về định lý VS bao gồm VS đối xứng, VS không đối xứng, VS dạng so sánh và dạng đặc biệt. Nghiên cứu các phương trình quy về phương trình bậc 2 bao gồm phương trình bậc cao tức là tính từ bậc 3 trở lên, phương trình vô tỉ chứa ẩn trong các dấu căn bậc 2, căn bậc 3. Các dạng toán về giải bằng cách lập phương trình cũng bao gồm các dạng toán như là toán chuyển động, toán về công việc toán về phần trăm toán về có nội dung hình học chuyên đề thứ bảy quay trở lại phần đường tròn chúng ta nghiên cứu về đường tròn ngoại tiếp và đường tròn nội tiếp với 6 video bài giảng nghiên cứu về góc nội tiếp đường tròn ngoại tiếp đường tròn nội tiếp về tứ giác nội tiếp với hai dấu hiệu nhận biết đặc trưng dấu hiệu tổng hai góc đối và dấu hiệu hai đỉnh kề cùng nhìn một cạnh hai bài tiếp theo của chuyên đề đó là luyện tập về tứ giác nội tiếp và về đa giác đều. Chuyên đề cuối cùng, chuyên đề thứ 8, chúng ta cùng nghiên cứu về phần hình học không gian tiếp nối của chương trình lớp 8. Đây, chúng ta sẽ nghiên cứu về một số hình khối trong thực tiễn và tập trung vào ba loại hình cơ bản, hình trụ, hình nón và hình cầu. Bài thứ tư của chuyên đề này chính là ôn tập tổng hợp về hình không gian. Với 8 chuyên đề và với 54 video bài giảng, chúng ta đủ để ôn tập, củng cố một cách vững chắc các kiến thức cơ bản của đại số 9, hình học 9 và bám sát theo những cái cấu trúc trong đề thi vào lớp 10 của các tỉnh và thành phố, tiếp cận với cấu trúc của năm học 2025-2026. Song song với 8 chuyên đề và 54 bài giảng đó, chúng ta sẽ có tối thiểu là 7 đề ôn luyện và thi thử. Trong đó có 4 đề kiểm tra giữa học kỳ và cuối học kỳ bốn đề kiểm tra này sẽ bám sát theo từng thời điểm của năm học đến thời điểm nào chúng ta sẽ có những cái đề để ôn luyện cho những cái giai đoạn đó ba đề thi thử vào lớp 10 trung học phổ thông năm 2025-2026 bám sát theo cấu trúc đề của một số tỉnh và thành phố như thành phố hà nội thành phố hồ chí minh thành phố nam định thành phố hoặc là thanh hóa đà nẵng vân vân thầy hy vọng rằng với khóa S2 này các con tích cực làm việc, theo dõi các video bài giảng, ghi chép cẩn thận các kiến thức, các ví dụ, các bài tập minh họa và hoàn thành các bài tập bổ trợ. Hoàn thành khóa S2, các con sẽ tự tin vững vàng đạt điểm đạt điểm cao trong các bài thi môn toán, các bài thi định kỳ nói riêng và tập trung vào bài thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông. Đấy là cái điểm mà chúng ta cần hướng tới. Thầy chúc các con luôn vui vẻ mạnh khỏe và uh, gặt hái được nhiều thành công trong cái chương trình học tập của mình. Xin chào và tạm biệt và hẹn gặp lại các con trong các video bài giảng.